15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đã xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Hiện tại thì 15m đang ghi hình tại mộ của cầu 5. Hiện tại thì tiếp tục mang lên một cái bàn cúng, một cái mâm cúng rất là lớn ha. Đây có lẽ là mâm cúng của chị Hồng Ngọc nè. Không phải hả? Dạ không biết là của chị Hồng nào đây. Của chị ở Long An. À, chị này chị Hồng ở Long An nha. Nó vui thôi, đây là một chị gái ở Long An. Đó. Thảo con biết ai luôn phải không? Đó, ẩn danh đi, mình nói là chị gái ẩn danh ở Long An. À, mang đến một cái bàn cúng. Đó, thì bây giờ 15m sẽ quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha, mức độ là đông khủng khiếp. Bây giờ hả, một mình anh ăn mại luôn á chứ không phải là ăn không được không? Số lượng người phải nói là đông như biển người luôn, phải nói đông như biển người thật sự. Ở đây ở ngoài đây là ở ngoài gọi là thưa nè đó, nhưng mà khi mà các cô chú các chị xem ha, ở phía hậu trường là không còn chỗ đứng luôn đó, những cái con heo quay là chưa kịp mang lên để cúng cầu nữa, chị mới để ở dưới đây thôi. Đó, bà con cô bác, bộ phận ekip hoạt động liên tục 100%. Cắm hoa nè. Mà luôn anh đuối hết rồi. Bây giờ đuối hết rồi, bộ phận ekip là mới có 10 giờ thôi mà muốn đuối hết trơn rồi. Đó. Thì 15m quay toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem cái mức độ tầm ảnh hưởng của cầu 5 lớn như thế nào ha. Đó. Dạ con 15m. À, như các cô chị các cô chú các chị thấy ha, phải nói là chưa bao giờ mà thấy một cái cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Bà con cô bác đến liên tục luôn. Ngày 100 của cậu rơi vào ngày thứ hai nha. 5.000 khán giả đến đây nha. Thì ngày thứ hai là ngày đầu tuần, nhưng mà không thể nào mà ngăn cản bà con cô bác đến một cậu 5 được. Quá lớn rồi. À, hôm nay là em Khang, chú Tiểu là đứng đây túc trực luôn nè, để hỗ trợ. 15m là không thể vào bên trong mộ của cậu 5 được. À, chỉ có thể là quay toàn cảnh thôi. Đây là phía trước mộ của cậu 5 nha. À, phía đường á, nhưng mà rất là đông nha. Không, cái nắng răng vẫn rất là nắng, nhưng mà không vẫn không có cản được bước chân của bà con cô bác đến để viếng mộ của cậu 5. Một cái cảnh tượng chưa từng thấy luôn. Quá đông. Đó. Như các cô chú các chị thấy ha, những cái hàng xe xếp dài. Đây là cái khu vực phía bên ngoài. Phải nói hôm nay thì các anh bảo vệ là hoạt động liên tục. Đó, bây giờ là xe bên đây là để hết chỗ để rồi, bây giờ mấy anh để xe bên đây luôn rồi. Hồi sáng là không cho để xe bên đây nha, nhưng mà bây giờ là không còn chỗ để nữa, cho nên bây giờ là hoan hỷ luôn, để xe bên đây luôn. Đó, thì có các anh bảo vệ là điều hướng bà con đến. Hồi sáng là bên đây là không để xe được nè, nhưng mà bây giờ là quá ứ rồi, rất là đông. Thì hiện tại là một tràng hoa tươi thắm đang chuẩn bị gửi đến cậu nữa. Đây là em gái Bến Cát, đứng này nè, Phú Linh. Đó, như các cô chú anh chị thấy không, 15m ghi toàn cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem. Bây giờ thì tiếp tục mình sẽ quay trở lại ha, thì xem những cái bàn cúng như thế nào. Rồi hồi nãy anh Minh cũng có nhờ 15m là xem coi, nếu mà hơn nửa cây nhang thì chúng ta sẽ mời bà con hỉnh lộc xuống ha. Ở thì có lẽ là cũng nhang cũng sắp tàn rồi, chắc có lẽ là mình nên chuẩn bị rút nhang để mời bà con cô bác. À, đây là hai mâm cúng đất đai chiến sĩ ở bên ngoài. À, bà con cô bác rất là đông luôn.
hàng ngàn khán giả đang đổ về tại mộ của cậu Năm. Thì do là cái số lượng bàn có hạn cho nên đó hết nửa cây nhang, như các cô chú các chị thấy ha, hết nửa cây nhang rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ rút nhang cái bàn này luôn, mời bà con cô bác vào để thỉnh lộc cho cậu. Rút nhang ra để thỉnh lộc, để rồi bây giờ con mời bà con cô bác vào để gọi là thỉnh lộc của cậu nha. Tại vì bây dạ dạ con gửi cô, dạ thỉnh lộc đó, dạ. Thì ba bàn này là đã gọi là cúng xong rồi, con mời bà con cô bác và có thể là đến thưởng thức nha. Dạ, hôm nay là ngày 25 tháng 4, dạ, ngày 12 tháng 6, dạ, dạ. Xa đến, dạ. Sài Gòn, Chợ Lớn, miền Tây, dạ. Cà Mau, Cà Tiên, dạ. Đến để đúng dạ, nói chung là mọi miền tổ quốc ha. Dạ, thì bây giờ là mọi người đến thỉnh lộc của cậu Năm nha. Con mời quý bà con cô bác đến thỉnh lộc của cậu Năm. Ở hiện tại thì có 3 bàn cúng. Đó, thì bây giờ 15 mét sẽ để cái cây nhang này vào đây luôn. Rất là đông nha. Hiện tại thì 3 bàn cũng vừa cúng xong. Ở thì bà con cô bác đến để thịnh lộc. Những cái mâm cúng vừa đem xuống thì bà con cô bác thịnh lộc ha. Đó, rất là vui luôn. Một cái khung cảnh phải nói chưa từng thấy tại mộ của cậu Năm. Đó, thì hồi nãy 15 mét cũng đã... xin một cái bánh bía của cậu Năm để mà chống đói sáng nay để ghi hình để chia sẻ cho bà con cô bác. Đó, thì bây giờ con mời bà con cô bác là chúng ta gọi là dùng giả chiến nha. Tức là không có ghế ngồi, mình ngồi bệt dưới đất đi. Dạ, bây giờ hết hình rồi cô ơi. Dạ, con còn tấm kỷ niệm mà. Để lát con có gì con xin cho cô một tấm nha. Nếu mà còn, dạ. Dạ. Hiện tại thì qua nay là phát mấy ngàn tấm hình mà vẫn không đủ để phát. Rất là quý luôn. Vậy hả cô? Trời ơi. Hồi nãy là mới phát gần ngàn tấm hình luôn á mà vẫn chưa đủ. Nhanh lắm, chỉ cần một sắp hình mà đưa ra là tích tắc là hết liền, mỗi người một tấm á cô. Dạ. Dạ, tại vì số lượng hình cũng có hạn nữa. Dạ. Con không, con hết rồi, cái con còn là con cũng cho. Dạ. Trời ơi, quá là quý rồi. Dạ. Dạ. Thôi vậy lát mình ra mình chụp hình đi. Mình chụp hình để giờ mình làm kỷ niệm. Hình của cậu Năm hình lớn quá trời nhiều luôn. Dạ. Trời ơi, rất là quý luôn. Ở An Giang hả cô? Dạ, trời ơi, bà con ở xa. Rất là quý luôn. Dạ. Rồi thôi con mời các cô dùng lọc của cậu Năm nha. Dạ. Đó thì như các cô các chú các anh chị thấy ha, bà con cô bác dùng giả chiến nè, ngồi trực tiếp xuống những cái bãi cỏ rất là mát luôn. Đó. Để dùng những cái dùng lọc của cậu nha. Thì đến đây 15 mét Bình Dương cũng xin phép tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.